Vâng, xin chào các bạn. Thì lớp bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách set up xương vào trong một cái nhân vật như thế này. Các bạn có thể nhìn nhân vật như thế này. Đây chính là một cái cấu tạo của một cái nhân vật hoàn chỉnh theo hình chữ T. Cách này là cách làm việc khi chúng ta muốn rigging cho một nhân vật thì cấu tạo cái hình thức cái expo tức là cái dáng của nhân vật ban đầu sẽ là một cái hình chữ T như thế này, hình chữ thập như thế này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rigging một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Ok, bây giờ vấn đề đầu tiên là chúng ta sẽ tạo xương cho nhân vật. Mình sẽ bấm F3 để hiển thị khung lưới wireframe và sẽ nhìn thấy được cái đối tượng nhân vật hiện tại giờ nó khá riêng lẻ. Ok, khá riêng lẻ, ví dụ như cái chân này tách riêng ở đây. Đây là một nhân vật làm theo hình thức là làm theo game, tức là nó sẽ làm từng bộ phận cho nhân vật. Ví dụ như là khi trong game mà muốn đổi thiết kế và quần áo lại cho nhân vật thì những cái gì cần phải thay đổi thì nó sẽ thay đổi, và những cái gì ví dụ như quần áo nó có thể là nó sẽ thay đổi, quần áo nó thay đổi thì nó sẽ giữ lại những cái chi tiết này, nếu không phải tạo lại nó sẽ giữ lại những chi tiết này và quần áo nó chỉ phần thay đổi lại thôi. Đó là thiết kế nhân vật cho game. Bây giờ tôi có một nhân vật như thế này. Ok, bây giờ tôi nó khá là tùm lum tùm la thế này. Bây giờ tôi sẽ group nó lại thành một cái nhóm, chọn tất cả và chọn group, chọn sẽ là modem. Giờ tôi có thể chọn bất kỳ cái gì nó cũng có chỉ là một nhóm. Tuy nhiên thì vấn đề đây chỉ là nhóm thôi, chứ thực chất các bộ phận nó vẫn riêng lẻ với nhau. Thì khi nào các bạn convert về chế độ polygon và các bạn chọn chế độ lấy toàn bộ những thứ, lấy từng cái như. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rigging. Ok, tôi sẽ chuyển qua phòng phím Labs. Tôi ngó ở đây, tôi thấy cái từ chân ở đây. Tôi sẽ lấy cái cổ chân từ đây xuống đầu gối và xuống mắt cá chân, sau đó là đi vào đôi giày. Ok, thì để vào được xương thì tôi sẽ vào system. Có system, có standard, tôi sẽ tạo bone. Ok, tôi sẽ tạo bone thì tôi thấy sẽ là từ đây đến đây. Đây và ok rồi, hiện tại tôi thấy cái xương nó khá lớn thì tôi sẽ chỉnh lại cái xương nó nhỏ lại một tí. Đây chính là cái bảng spawn parameter. Thì này cũng khá bình thường, cũng gì cả. Nếu bạn muốn chỉnh xương một cách nhanh chóng thì bạn chọn vào animation. Bạn chọn animation, bạn chọn là bone tool. Cái bảng bone tool này chính là cái bảng mà chỉnh xương cho chúng ta. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua phòng này, chỉnh lại cái xương cho nó đi vào.
chúng ta có thể edit mode xương để chỉnh lại vào trong đây. Đó. Đó. Các bạn phải edit lại thì nó mới thể vào xương những cái nhiều cần thiết như thế này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với cái bản bone tool như thế này. Ha. Khá đơn giản hơn không gì cả. Thì cái này là cái xương. Thì hiện tại giờ cái xương của chúng ta nó có một cái màu. Cái màu này. Ha. Cái màu này thì đại diện cho cái xương này. Nó sẽ chỉnh nó cái màu khác. Đó. Ok. Tuy nhiên chúng ta có thể làm một số các thủ tục như sau. Như như cái xương này. Để tôi edit mod rồi tôi phin nó. Thì để phin nó thì chu kỳ phin cũng khá đơn giản. Size phin. Tức là cái chiều nằm ngoài này ha. Tôi sẽ cho nó vừa vặn với cái bản model. Ok. Rất là tốt. Phần có nó có phần size phin thì nó sẽ có cái phần form phin. Rồi. Form phin. Đây là cái này. Rồi và phần back fin dưới này. Ok, rất là tốt. Các bạn nhìn thấy được. Đây là cái bản model, cái đường lưới vàng là model và cái bản đường lưới trắng là xương chúng ta. Rồi. Offset property. Chúng ta cũng không liên quan đến này nhiều. Thì cái xương này chúng ta có thể cho nó xương là màu đó. Màu đỏ. Ok. Tiếp tục như vậy thôi. Từng Bonedis chúng ta sẽ làm một cái xương tiếp. Chúng ta sẽ làm như vậy. Fin. Chúng ta thấy nó quá to, chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Rồi. Ok. Phần form fin cũng quá to, chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Rồi. Phần back fin to, chúng ta có thể cho nó nhỏ lại. Rồi, ok. Có thể cái xương này chúng ta sẽ nhân một cái màu khác. Cái màu của nó có thể là màu nãy màu đỏ thì này còn là màu xanh biển. Rồi. Ok. Nhân vật như thế này, nhưng bây giờ cái xương này là cái xương bàn chân. Thì chúng ta cũng làm như tương tự thôi. À, rồi, ok. Chúng ta thấy được những cái này. Nó có thể tăng cho nó cái phần end stacker. Cho nó như thế này rồi. Ok. Confins. Rồi. Và backfin. Backfin nó quá lớn. Thì nó nhỏ lại tí. Rồi. Ok. Còn cái end bond thì chúng ta cũng để nguyên. Không làm gì cả. Ok. Giờ chúng ta làm xong. Cái xương. Thì sau khi chúng ta thoát cái chế độ edit mode thì chúng ta có thể thấy những cái xương này. Phần này nãy chúng ta vẫn chưa cho màu, nó chỉnh lại màu tí. Nãy là đó. Xanh đỏ, đỏ xanh biển. Nó phải chỉnh xanh lá cây. Rồi, thoát edit mode. Ok. Rồi, tương tự như vậy, bây giờ khi làm cái xương cho cái này, chúng ta sẽ làm cái xương mình và sau đó làm xương tay cho đến cái xương cổ.